Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, hôm nay là sáng ngày Chủ nhật 13 tháng 11 2022. Chúng tôi đang có mặt tại buổi lễ kỷ niệm năm khai đạo 98 năm Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ được tổ chức tại Thánh thất Châu Đạo của Đài Nam California, thành phố Washington. Và đứng kế bên chúng tôi là Chánh sự Hà Vũ Bằng. Xin ông có thể cho quý khán giả biết sơ qua về buổi lễ khai đạo ngày hôm nay. Trước hết thì tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của đài SBTN và xin chào anh Phan Đại Nam. Tôi ngày hôm nay là Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh Châu Đạo California tổ chức cái lễ kỷ niệm khai đạo năm đạo thứ 98. Ngày hôm nay là cái ngày rất là quan trọng đối với cái tôn giáo Cao Đài, bởi vì chính ngày hôm nay Đức Chí Tôn là đấng thượng đế tối cao khai sáng ra nền Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ để mà tận độ tất cả chúng sanh. Thì cũng vào cái ngày này cách đây 98 năm trước, tất cả trong cái thời kỳ đó là đạo Cao Đài ra đời để mà khai sáng cái nền đạo tân tôn giáo này. Thì ngày hôm nay hàng năm Châu Đạo California thường tổ chức cái là ngày lễ kỷ niệm của mỗi năm đạo. Thì vì lý do dịch bệnh nên thành ra 2 năm rồi không có tổ chức. Ngày hôm nay Châu Đạo California lại tổ chức cái ngày lễ kỷ niệm năm đạo thứ 98. Thì Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nền tân tôn giáo giáo lý của Cao Đài, thì Đức Chí Tôn cho biết ngày hôm thời kỳ này là cái thời kỳ mạt pháp, nhân loại chạy theo xu hướng vật chất là quên đi những cái đạo đức tinh thần, nên thành ra Đức Chí Tôn vì thương con cái của mình không nỡ để cho chúng sanh phải bị sa vào nơi tội lỗi, nên ngài mới giáng thế để mà mở ra cái nền tân tôn giáo này, đích thân ngài xuống để mà tận độ chúng sanh, quy hồi cụ vị. Thì ngày hôm nay là cái ngày lễ rất là quan trọng, cho nên ngày hôm nay Châu Đạo California tổ chức cái ngày lễ kỷ niệm này để mà mời tất cả quý đồng đạo cũng như là tất cả quý quan khách đến tham dự để cho biết cái nền tân tôn giáo đã ra đời năm 1926. Thì tôi chỉ tổng quát vậy thôi, nên thành ra cái thời gian cũng không có nhiều. Thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Phan Đại Nam cũng như đài SBTN đã cho chúng tôi trình bày sơ lược về cái nền Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà cái ngày lễ kỷ niệm năm nay, năm đạo thứ 98. Xin cảm ơn anh Nam. Sau nghi thức chào cờ khai mạc và giới thiệu thành phần quan khách tham dự là diễn văn của Chánh Trị Sự Ngô Thành Thảo. Đầu những thập niên thế kỷ 20, cách đây 98 năm, tại một đất nước nhỏ bé ở miền Đông Nam, châu Á, đó là quốc gia Việt Nam, một nền tân tôn giáo đã được khai sáng do chính đấng tối cao Đức Cao Đài Hợp Đế bằng sự quyền diệu của cơ bút, đó là Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tên thường gọi là đạo Cao Đài. Đây là một kỷ nguyên mới cho toàn thể nhân loại và là một đặc ân của Đức Chí Tôn ban cho nhân loại nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Sau bài diễn văn nói về ý nghĩa ngày khai đạo của Chánh Trị Sự Hà Vũ Bằng và hiện tại Bùi Văn Nho nói về việc chuẩn bị hàng trăm năm cho ngày khai đạo Cao Đài qua việc báo chức ở nhiều nơi cho tới ngày khai đạo tại Việt Nam, là tới phần phát biểu của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Pháp Chủ Phật Giáo Tăng Già Thế Giới, đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chắc là ngày nay khải hoàn, cũng như ông Hội trưởng Hội đồng Trị sự Trung ương của Phật Giáo Hòa Hảo cùng với tôi và chắc chắn Hiền Huynh Hà Vũ Bằng, tuy mỗi người khác nhau nhưng mà cái trái tim đó là cùng một thôi. Cái trái tim này là cái trái tim dâng hiến cho Đức Chí Tôn, Đức Thượng Đế, Đức Phật Tổ, Đức Cao Đài, Tiên Ân, Bồ Tát, Ma Tát, các đấng cứu thế, xin nguyện được học hỏi nơi quý ngài, xin nguyện quỳ xuống để tiếp nhận đại hồng ân của quý ngài, và xin nguyện cuộc đời của mình là để thực hiện những cái giáo lý cao siêu, huyền bí, màu nhiệm mà quý ngài ban truyền cho, để tiếp một bàn tay mà phổ độ nhân sinh.
Buổi lễ đã có đài kỷ niệm ngày khai đạo năm thứ 98 tại Châu Đạo, California. Sau đó còn có phần hợp ca mừng ngày khai đạo và phần phát biểu cho bằng tường lục của các vị dân cử. Phan Đại Nam tường trình cho SPTN từ thành phố Westminster, Nam California.